Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020. Hội nghị ghi nhận những thành tựu và chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện chiến lược. Lĩnh vực y tế thể hiện rõ nhất như y học hạt nhân, điện quang, xạ trị. Đến cuối năm 2020, cả nước có 40 cơ sở y học hạt nhân, chủ yếu tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn. Sau 15 năm thực hiện chiến lược, có thể thấy ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ, công nghệ hạt nhân đã đóng góp ngày càng hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.